Xin chào anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của hiếuhiền.vn. Và trong video ngày hôm nay thì Inox sẽ chia sẻ với anh chị một cái cách để chúng ta có thể xem TV hay là xem những trận đấu trực tiếp của World Cup 2018 lần này với cái tốc độ load kênh nó rất là nhanh. Đồng thời thì cái ứng dụng này, cái cách này chúng ta cũng sẽ không có quảng cáo hiển thị ở trong cái chiếc box của chúng ta. Cái ứng dụng này em sẽ để link ở bên dưới phần mô tả của video, mọi người có thể tải về. Còn ở đây thì em đã tải nó về rồi. Mọi người có thể sử dụng là cái phần mềm ES duyệt tập tin để mình vào cái phần thư mục là tải xuống. Và cái file mà em đã tải xuống thì nó có dạng như thế này, chữ viết TV V1 thì ở đây nó có chữ S là remove, thì nó đã xóa cái quảng cáo rồi. Bây giờ mọi người có thể tiến hành cài đặt. Mình chọn vào cài đặt nha. Cái ứng dụng này nó cũng nhẹ thôi và nó chạy cũng nhanh nữa. Sau khi ứng dụng cài đặt xong thì các bạn có thể mở trực tiếp ở đây luôn, hoặc là mình sẽ thoát ra ngoài ở màn hình như thế này và vào trong phần tổng ứng dụng của chúng ta, và mình sẽ tìm đến cái ứng dụng có tên là BizTV, giao diện của nó màu xanh như thế này. Và mở nó lên thì anh chị sẽ thấy cái giao diện của nó hiện ra là tất cả những cái kênh phổ biến, kênh truyền hình như thế này. Thật ra đối với những người trẻ như mình á, thì mình thấy cái giao diện này nó sẽ rất là dễ quản lý và mình dễ dàng để tìm những cái kênh. Nhưng mà cái này đối với cô chú lớn thì có thể là sẽ hơi khó một xíu vì cái kênh của nó nhỏ. Mọi người cẩn thận đi chọn vào những cái kênh nha. Có rất nhiều cái nhóm kênh ở phía bên dưới đây, và bây giờ em sẽ test thử cái tốc độ cũng như là cái chất lượng của kênh để cho mọi người xem trước khi mà mình sẽ vào trong cái phần để xem truyền hình trực tiếp World Cup nha. Rồi ở đây mình sẽ có những cái nhóm kênh như là HTC Movie nè. Đó, mọi người có thể thấy là khả năng load vào của nó rất là nhanh luôn. Nó sẽ có rất là nhiều cái server ở đây. Nếu mà không có tìm được server nào thì nó sẽ chuyển sang cái server khác để mở cái kênh lên cho mình. Hay là những cái nhóm kênh ở phía bên đây. Em rất thích cái ứng dụng này bởi vì nó có những cái kênh mà thực sự đối với những cái ứng dụng trước đây review thì nó sẽ không có mở được. Nhưng mà đối với ứng dụng này thì có thể mở ra một cách rất là nhanh chóng, và cái chất lượng của nó là HD để mình có thể xem được. Đó, mọi người có thể thấy là cái tốc độ tải vào kênh của nó mình không phải đợi lâu và không có mất độ trễ giống như những cái ứng dụng trước đây. Hay là mình có những cái nhóm kênh địa phương ở bên dưới đây, tất cả những cái kênh địa phương mọi người có thể cập nhật ở đây. Và quay trở lại, bây giờ mình sẽ muốn xem trực tiếp trận đấu World Cup thì mọi người có thể vào những cái kênh thể thao ở đây. Đây là những cái kênh thể thao nước ngoài, thì những cái kênh như là Fox Sports này nó sẽ trực tiếp những cái giải đấu của quốc tế nha. Thật tiếc vì cho tới thời điểm hiện tại khi mà mình làm cái video này thì Việt Nam vẫn chưa mua được bản quyền của World Cup 2018 lần này. Thì có khả năng là các bạn sẽ phải xem từ kênh nước ngoài, hoặc là mình sẽ sử dụng những ứng dụng để mình xem World Cup lần này. Đây là những kênh nó sẽ trực tiếp bóng đá từ những đài truyền hình quốc gia của quốc tế. Tuy nhiên là nếu mà các bạn muốn xem link trực tiếp thì mình sẽ vào cái tab Fly ở bên đây, kế bên tab TV, mọi người nhấp vào cẩn thận ha. Thì nó sẽ hiện ra danh sách những cái trận đấu trực tiếp. Thì hiện tại nó chỉ có là cái trận của Hàn Quốc và Bolivia ở đây vào lúc 19:10 ngày thứ năm 7 tháng 6. Thì đây là cái trận giao hữu quốc tế. Còn nếu như là có World Cup diễn ra rồi thì trực tiếp những cái trận đấu ở đây nó sẽ hiện ra hết, và tới giờ đó các bạn chỉ cần chọn vào và nó hiện ra thôi. Còn bây giờ thì cái này nó ghi là trước trận đấu 5 phút thì nó sẽ mở kênh cho mình. Rồi, và như vậy là Inox vừa chia sẻ cho anh chị thêm một cái ứng dụng nữa để chúng ta có thể xem trực tiếp bóng đá hoặc là xem TV với rất là nhiều kênh trong nước và quốc tế, và cái tốc độ load trang của nó sẽ rất là nhanh, nhanh hơn rất là nhiều so với những cái ứng dụng mà em đã có bài review trước đây. Thì mọi người có thể tận dụng để xem. Tuy nhiên là đối với một vài kênh, ví dụ như là VTV, cái nhóm kênh VTV ở đây thì có một vài cái kênh mình có thể là không có xem được. Mình có thể sử dụng kết hợp những cái ứng dụng kia, hoặc là sử dụng ứng dụng của VTV Go. Cảm ơn mọi người đã xem video. Còn thấy video này hữu ích, đừng quên là nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật thêm những cái video mới và trở thành người đầu tiên để xem video khi mà Hiếu Hiền upload lên nha.